Cảm ơn cái tâm mà lòng năng nếu mình tiếp tục đàng hoàng mình đi đâu nói ý mo nhá hụt ta nó ơi nếu mình điều hụt ta mình rơi điều bụi cùng nó ơi thế ôn na có quan hào ra đi hụt lại ra ta giao tình nhà thương ra giỏi anh xin hút ta đeo quan khai nghìn năm mà con nhớ ông ấy nó quên cùng nói ni má đeo chụp đeo bương mình nhà ơi gặp bàn cùng vương hút ta chui ra giỏi thế là ta vậy à nó ơi để ngà mở nâu mẹ đâu ra chúng cô hẹn nói à chàng má ra đầm cô ngã đêm hồn đi hột na lại chàng đêm ơi hình vai bùa anh trắng chơi đầm dùng đi mà người đám cười bạn mình đã pa nhau rượu nói còn răng má chia nửa nhá ơi chàng này có gặp ngày nó bưng nỉ ra để nhảy nhội
ngày vui đã má cười à cà phá khá mắt nó sẽ dừng à cửa nhát lắm năm mai hùn nó ơi mai à khi cho cả lên đời cho em mình lên chưa gặp nhau đi giờ còn à rắng chi nữa Ún ơi hôm nay gặp à Ún kết lỡ mưa nữa hãy nói ê nhà ơi á dừng lại bừng á đi Ún nào hụt ra quan nọ thì đã lộ rồi hãy em à, xin nhớ mai à lưỡi na ai mi hảo chuồng à ủn nắng lá hồng ai ủn nọ ơi thế à ủn ra quan à chùa tăng ủn ra lại giặt giáo à tin nhà thượng à ra dò điều à, ní thuốc à, đẹp à nó ơi Ún ơi hụt ra à, vậy à em á rơi đôi da cho ai Ún nó ơi thế à la đều à, chủ cả điều á à, bương mấy xài chút à đều quần là bương cho hay à, ra giỏ ni la văn á hoa nhà san á đeo bương à đeo hụt à đeo ván đeo bụi ai ủn nó ơi thế à ủn á hụt át lược ê nhá ơi ê nhà cha phải đời mà rơi hụt ra khẩu à ra giỏ ên nhôi khoan à ên mua tay à chớ chua chẳng lá bù nhà là búa chi nó ai ủn nó tại à đêm nhà búa là quần chờ đua chỉ à lo lại là búa là hoàng à ra nề nhà em à chẳng lá bù nhà là búa nơi ủ ta vậy à ăn múa là hoàng ai ủn nó hụt ra một cái điều ní măng à cửa ra vậy à em nhớ bò măng đẹp á lắm à đẹp á nông à cứ như đã gặp à ủn á cô nơi nó rồi hãy nó ơi chàng à vai á đã gặp bà bừng á nó mà nay đám cười mê nhà rồi mới gặp bà nhỏ tay bà ta mặt ta mừng dư dừng ra cả mặt ta Ún đứng xa em nơi nói thế à là mắng Ún phụ nà má mang trường cớ nung mà em gặp Ún nội à ni mang trường ra nè thế là thăm đặt ta ngõ đông thăm không ngõ bền mình cũng nếu đi ai ủn nói ai à đi à thăm đồn cùng nhà thăm quỳ cùng quan nọ mà nhặt già ni giỏi Ún à ơi đi lược à cho cung nên à tiệp à tục à em à cung theo cầu quan chẳng năng ra ra nam ma dân à chủ cung á hoa em nhà ơi đi à được Ún ma theo à cầu cung là lược à tiền à đi dùng à quê hương à nơi con hỏi à đón nước nơi nọ
ơi, đau nó ơi. Nhà gió lang đi để nhà nuôi á nó. Cảm thấy quá đưa chẳng hạn. Bè giữ đi dùng gia đình rằng đi dùng hòa bình cho quý em nó ơi. Trẻ chẳng đi dùng hòa bình đi dùng gia đình là bên đôi giỏ em thừa cả tiến đi dùng gia đình nơi con hỏi bán mình chi chẳng lại nó ơi. Nhà huế má dừng lại nồi đi đời quê quan ở nhà thì ở nó không mẹ nhồi. Ê nhà răng đã ăn lời mời vì là chui đã má cười ở ngoài vẫn sồn rồi hay anh nhảy chẳng mà nãy nhà ở nơi nào thăm quê quan ê nhà to nó ni dò quê em xa lắm chú na ơi lắm cá sổ hàng nghìn con không đại ủn ơi ông hòa nhau mây núi nhà đeo hoàng hạt lắm có ruộng lộn đeo y qua rải quê em tần mưa ngã khói thấy mình là xa uốn đôi mắng cô ngài nói quê em tuy đang xa làm nghề nhà hơi uốn hò cụ vượt cụ đeo theo nhà ra đây nhà thế là ngã vời uốn ơi bao nhiêu đời nói còn á đời lắm ý ai uốn nói thế à em nhá ngã vời nhá ơi đùa nhỏ tình nhớ cả đôi đôi bên nhau ra giò em nhồi ún à ơi đi dùng chờ quê hương à cho anh cha bạn cho phương ơi nhỉ cùng nói xin à cha cách đăng ký kênh Người Em Gần TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube, trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Em Gần TV2, tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là
sẽ không đăng ký được bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên điện thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.